Ngoài tồn tại được lâu dài trong môi trường, virus dịch tả lợn châu Phi cũng tồn tại được trong các sản phẩm thịt nguội như là xúc xích, dăm bông và salami lên đến vài chục ngày và đến 1.000 ngày ở sản phẩm thịt đông lạnh. Đây là nhận định của ông Phùng Đức Tiền, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tại Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình và phát triển khai thác giải pháp phòng chống dịch tả lợn châu Phi được tổ chức vào ngày hôm nay 13 tháng 5. Báo cáo của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh dịch tả lợn châu Phi cho thấy dịch tả lợn châu Phi là bệnh truyền nhiễm rất nguy hiểm, có thể gây chết 100% số lợn mắc bệnh, hiện chưa có thuốc điều trị cũng như vaccine phòng bệnh. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nhận định virus tả lợn châu Phi có sức đề kháng cao, có thể tồn tại lâu dài ở môi trường và trong các sản phẩm thịt như xúc xích, tâm bông, salami, tồn tại đến 1.000 ngày ở thịt đông lạnh. Ông Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, Virus tả lợn châu Phi cũng có khả năng chịu được nhiệt độ ở mức 56 độ C trong 70 phút, 70 độ C trong 20 phút và 100 độ C trong 1 phút. Có thể tồn tại trong môi trường có độ pH từ 3,5 đến 11,5 và ở các dụng cụ chăn nuôi, phương tiện vận chuyển, quần áo của người chăn nuôi trong nhiều ngày. Tuy nhiên, không vì thế mà người dân quá hoang mang lo ngại vì dịch tả lợn châu Phi chỉ gây nguy hiểm cho lợn, không ảnh hưởng đến sức khỏe con người.